Trời ơi, cái tô của em là lớn tô anh. Rồi, tiêu luôn. Kỳ này là cái gọi là quyết tâm giảm cân, nó hơi bị không thực hiện được. Không thực hiện được. Cái bún riêu ngon cỡ này luôn em, làm sao mà. Em xin cái tô em ít thôi. Em sẽ không ăn nhưng mà thôi vậy em ăn tô nhỏ nhỏ. Đây một rồi. Hấp dẫn chưa? Đây mọi người, đàn mình sẽ ăn chiều. Bún riêu này mình có thể chọn là topping là mình ăn với lại bún. Bún riêu này làm sao mà có thể giảm cân được. Căng nè nè. Đồ ăn không có ngon là cũng căng, mà đồ ăn ngon thì cũng căng. Không sao, không biết sao cho vừa lòng nữa. Mọi người đòn mình ăn được nửa đòn chưa? Ăn hết rồi. Ủa ăn gần hết rồi hả? Rồi anh em luôn, mắm rút anh em chưa? Trời ơi, cái tô của em là lớn tô anh. Rồi, tiêu luôn. Ơi chết trên, khoan. Nhiều mắm ruốc quá nó mặn. Thơm quá. Trời ơi nó thơm ơi. Thơm. Rồi. Nó ảnh là một tô ít bún mà ảnh cho ít bún thiệt mà ảnh cho đồ ăn nhiều. Rốt cuộc thấy cái tô của em nhiều không tô anh vậy? Rồi, chúc mọi người ăn ngon nha. Và nếu mà có dịp thì mời mọi người đến làm phim của anh Hải ăn thử ha. Bye bye.